chị đang ở trước Prison Mall nha. Áo thun đồng giá 99.000 một bịch ạ. Áo thun cao cấp đồng giá 149.000 ạ. Mé 6-50kg mặc size mé 6-50kg mà mình mặc mẫu nào nhờ? Mé 6-50kg mà mặc mẫu size nào nhờ? Chúng ta lại vào trong đây nào. Những ánh mắt ngờ, những nụ cười ngờ ngợi, những ánh mắt thất thần. Đã có áo đôi với em bé, áo đôi chất đẹp lắm nha, yêu chị cái áo. Em mà bán ở Hà Nội thì chạy ra mua ngay ơi, bán ở Sài Gòn không mấy mình online ủng hộ em với, cảm ơn. Áo hoodie 50kg mặc vừa không? Thoải mái. Áo hoodie 50kg mà mình áo hoodie 50kg mà bạn này cao 1m6 là mặc size gì? 50kg 1m6 mặc size M thôi. Mới có chạm tới ngưỡng size M thôi, còn hẳn size L luôn, muốn rộng hơn nữa mặc luôn size L nha. Chị bán ở đâu vậy? Đang ở trước Prison Mall, cái chỗ mà nó loa mà có chờ luôn á. Trời ơi, tôi cười cái lưng tôi luôn. Có ship ra Hà Nội không? Có ship ở đâu? Trong thành phố Hồ Chí Minh là ship alo chập Việt Nam, ở trong lãnh thổ Việt Nam là ship được hết mọi người ơi. Mọi người chỉ cần ấn vào giỏ hàng chọn sản phẩm rồi ấn mua thanh toán thôi là shipper sẽ ra tới tận nhà cho mọi người nha. Em nhắn cho anh Đức có kêu là gì đây, không cần ra bãi gửi xe đâu. Hoặc là anh đang đi đến rồi, còn không mình gửi xe ở dưới trung tâm thương mại rồi, tại lát mình ăn ở đấy. Chỉ có mẫu trắng hoặc đen thôi, áo hoodie thì sẽ có màu kem nha mọi người ơi. Kêu là gửi ở đây luôn hoặc là trung tâm thương mại chứ khỏi phải gửi ngoài kia. Chắc anh đang đi xe để nhắn tin được. Alo anh ơi, anh gửi ở chỗ bán quần áo hoặc là cái chỗ Prison Mall luôn. Prison Mall không cần phải ra chỗ bữa đâu, không cần phải ra chỗ gửi xe đâu, trên lề đâu cũng được. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì chị bán ở chỗ nào? Chị đang bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Em xem áo trắng, áo như này màu trắng đó hả? Áo như này màu trắng đợi chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ thấy có mã mà. Nó sẽ có mã, em đọc có chị keo mã. Cái chữ đó là không phải là mã. Chị bấm mà mua mà không được, ủa sao được vậy chị ơi? Chị thử để thử giúp em nhá. Vẫn, mọi người vẫn mua bình thường đấy ạ, mọi người vẫn mua bình thường đấy ạ. Bạn ơi, bạn cứ comment áo trắng áo đen như vậy mình cũng không hiểu gì đâu. Bạn ơi, bạn cho mình cái mã nhá. Còn không thì bạn coi trực tiếp ở ngay trong giỏ hàng của mình nhá. Cho em xem thử áo Variate Overthink. Ủa mọi người không thấy cái mã hả? Mọi người đọc cho mình cái mã là được mà. Mọi người không thấy cái mã của áo hả? Chả hiểu cái gì hết trơn á, hoặc là mọi người muốn coi cái mã trực tiếp trên live thì mọi người chọn mã thôi. Chứ mọi người comment mình khờ luôn á. Thử hai lần rồi mà không được, chị muốn mua cái áo màu trắng giống bé hơn. Ôi sao không được ta? Hay là chị thử dùng nick khác thử coi. Dùng nick khác thử hoặc là chị thoát ra vào lại thử coi. Để em ghi mẫu khác lại cho mọi người nha. Bình thường là đợt mọi chị bán là gần 200.000 lận đó, bây giờ là bán giá như này là quá rẻ luôn á. Nhiều khi cài đặt TikTok đang chưa đủ 18 tuổi cũng cho mua, đúng rồi. Size M với size S cái nào bự hơn, tất nhiên là size M bự hơn nha, size M bự hơn size S nha. Trời ơi, nhiều khi cái tóc nó bay bay mình che mắt nó chịu thật sự. Mọi người cần tư vấn gì nói mình tư vấn cho mọi người ơi. Giờ em đủ tiền mua mà phải thanh toán. Nếu mà
chưa mua ở đâu thì phải thanh toán trước hết trơn á. Tại vì tụi chị gần Tết rồi á, tụi chị sợ hôm hàng lắm, nên là mất công trả tiền ship đi ship về nữa thì mất công lắm. Nên là bây giờ phải thanh toán trước khi mà chốt đơn luôn đó mọi người. Mọi người thông cảm nha, thì cũng gần Tết rồi á. Nhưng mà bù lại thì mọi người sẽ mua được cái giá rất là hồi luôn. Mã 1 chai mặc được không ạ? À? Có nha, chai mặc được nhưng mà lấy size L nha. Mét 60, 47kg, mặc size gì, size mấy? Nếu mà áo chị đang mặc á thì mặc size M. Mặc size M đi. Còn nếu mà tất cả đều mặc size M luôn á, anh em muốn gặp Khánh Trúc ơi. Ừ, để em nói mẹ rồi lấy điện thoại mẹ rồi đặt. Nếu vậy thì em sẽ xin phép mẹ đó nha, rồi hãy đặt nha. Cảm ơn mọi người. Mình đổi mẫu khác được không Minh Nguyễn ơi? Mẫu khác size L mà đang còn đó. Hello mọi người nha. Nam 75kg mà size nào vừa em? Dạ chị ơi, chị mặc nhưng mà chị mặc mẫu nào ha? Chị Hằng ơi, mình mặc mẫu nào á? Chết mẹ rồi. Mở đây cầm một cái mẹ. Dạ, số 1 thì Nam cũng có mặc được rồi. Số 1 thì cái chỉ cần có size cho nữ thôi mọi người ơi. Mình đổi qua mã số 4 nè, số 6 nè, số 7 á. Hoặc là kéo hoodie thì Nam có thể mặc được nha. Mã số 4 á, mà Nam 1m77 70kg, mặc dù không chỉ mã số 4 nữa, chỉ một xíu nha, chị check để đã. Mã số 4 được nha, mặc size lớn nhá, chọn size L cho chị nha. Chị Bình Yên em ơi, bán online mà. Cho 69kg không chị? 69kg là size M, nó sẽ 69, ôi nó sẽ hơi chật đó. Hoặc size L, nên mặc size L nha, mình nên chọn size L đi. Nên chọn size L nha, size M nó sẽ bị không đẹp, mặc lên form không đẹp đâu. Trời, có nhiều mẫu neo đẹp lắm này mọi người ơi. Đồng giá 300k mọi người có mua không thì tôi đưa cho mọi người xem. Sau đó là mọi người chụp màn hình nhắn tin qua bên tài khoản kia đó. Rồi tôi ấy cho. Ủa hết size L rồi hả? Chết là giống qua check rồi đấy, check cho tôi hết đi hết trơn rồi. Mét 65, 46kg. Mặc size gì ạ? À? Mình mặc mẫu nào ta? Trời ơi!
hoodie 69kg mà size L nha. Em còn được mấy không? Em có mấy không? Phòng này đâu rồi ta? Dạ chị có con neo không ạ? Dạ ở dưới đây thì đang được giảm 20%. Dạ có cả áo, em đang để xào ngoài kia nhưng mà chị muốn coi mẫu áo gì ở đây con mụ. Có một vài áo nào ạ? À? Áo giò à? Áo này à? Áo khoác này bao nhiêu viên ơi? Dạ 229. Có sao không? Chị Na đúng xinh rồi. Ok, chị Na đúng xinh. Áo thức đẹp, ok, cảm ơn nha. Áo này không có bán nha. Áo nước mặt không bán nha trời. Dạ mẫu dưới đây là đồng giá 300 á chị. Cái này là áo á chị, áo hiện tại 199 nha, hút đi. Đúng rồi. Có cái xào áo ở ngoài á chị. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Giờ mọi người ngoài kia vội vã, chị Luna trong này rất là yên bình, vẫn bán được đồ. Ở ngoài kia là tụi tôi là muốn quấy lộn rồi đó. Nói đùa vậy thôi mọi người ơi, chứ làm sao mà đủ được một nghìn vốn nữa mà. Nói cho vui thôi chứ. Mọi người có mua neo không? Mua neo thì cho coi neo nè. Đẹp thì chốt đơn đi mọi người ơi. Neo bắp thì giá 300 nha, nên là mọi người muốn thì nói tôi. Em mét 52 mà, em mét 52 mà size S thôi bé ơi. Em biết năm hai mặc size S thì là được rồi. Em đáp được chưa? Đây em đang kết nối đây. Em chưa có vô. Áo chị đang mặc có 139.000 trong giỏ hàng nha. Sao bên, mọi người sao bên chị trời sáng vậy, do có đèn đó. Mét 67-75kg bằng mã số 6 mặc vừa không em, đợi chị em xíu nha chị Hằng ơi. Mã số 6 hả? Mã số 6 mặc vừa nha chị ơi. Mặc vừa nha chị ơi, nhưng chị chọn size lớn nhất trong giỏ hàng giùm em nha. Có phải kết nối Bluetooth không? Không phải kết nối Bluetooth. Chừng nào mà hai cái này nó sáng lên cơ nên là... Hay là cái bên này là sáng? Không, cái nào cũng được, cái này cũng cần phải là cái đó. Cái nào nó cũng giống nhau. Tôi đang kết nối mic cho mọi người nên là nó hơi rộn ràng một xíu nhá. Size L lớn nhất phải em, đúng rồi chị ơi, chị lấy size L là được nha. Anh mở một cái thôi. Thì đây anh mở một cái. Mọi người có nghe rõ không? Alo. Tại thường thì phải hai à, cái này là sạc pin mà nó mới sáng lên mà. Alo mọi người có nghe được không? Mọi người nghe có không? Chị nè. Ok. Để đi đánh kèm. Nghe rõ rồi đúng không? Giờ từ em xí em thử mọi người cái này cái đã. Mọi người có nghe thì nó vang không? Ok, hết vang rồi đúng không? Đỡ ồn rồi đúng không? Ok, vào mic cửa nãy giờ vào. Tại tôi lâu rồi tôi mới xài lại mọi người nên là nó không có... Mọi người nghe thấy mình nói gì không?
nghe chứ anh đúng gần đấy cơ mà. Cái này là được rồi đúng không? Chắc được rồi, em đoán vậy. Em cũng không biết nữa. Chắc mình là nghe gì không mọi người? Có ạ, ok nghe rồi. Có nghe được tiếng của mình không mọi người ơi? Rồi, không báo ạ, áo anh Đức không có bán nhá. Áo của anh không có bán nhá, áo của anh là limited nha. Rồi bây giờ tôi quay lại tư vấn tiếp này mọi người ơi. Bây giờ mọi người hỏi sản phẩm trong nhỏ hàng đi. Mọi người hỏi sản phẩm nào thì tôi sẽ trả lời sản phẩm nào. Thằng này vào đây bán luôn à? Nó đang chạy đơn ngoài kia đi ạ. Thế có bán anh Đức không kìa? Đó. Anh có bán nhưng mà anh bán cho Luna rồi nhá. Bao nhiêu cân vừa ạ? À? Em cho chị chiều cao cân nặng với mã sản phẩm em muốn mua nha. Không, anh Đức không có bán nha. Chị bán áo của anh Đức ứng đi ạ. À? Áo của Đức ứng đang mặc là áo của Varies nha. Áo hoodie. Đây, đúng không? Đây. Áo này nha. Sale có 199.000 thôi. Áo của anh Đức ứng đang mặc nha. Sale 199.000. Thằng ứng nó ế lắm rồi nên nó sale mạnh lắm á. Ừ đúng rồi, nên áo này là sale. Chứ ngày xưa cái áo này là 400 bên đâu á. 199 là áo hoodie á mọi người. Áo hoodie mới là 199. Đúng rồi. Áo hoodie là 199 nha. 1m55, 45kg mặc size M áo hoodie nha Thanh Huyền ơi. Thanh Huyền ơi. Để chị ghim lên luôn này. Sao mọi người có muốn mình mặc mẫu nào không? Để mình mặc lên cho mọi người xem nè. Hiện tại chúng mình đang có rất nhiều mẫu có sẵn ở đây. Đúng rồi. Đấy bán được cái nào chưa? Em bán được 8 cái. Ồ bán được 8 cái, cảm ơn 8 người nha. Bây giờ có mình... người mua 2 cái á. Ồ mình đặt KPI cho Luna là phải bán được 80 cái. Thì mới... Hết được về luôn rồi, không được về luôn, không được đi ăn luôn. Mọi người có mình chiều cao cân nặng mã mọi người muốn mặc thì chị bé tư vấn nha. Đúng rồi, anh mặc thử áo khoác của anh được đi, ok. Chờ tí. Đây nha, áo khoác đây nha. Áo khoác đây nha mọi người. Cái này là áo khoác chứ không phải là áo hoodie nha. Áo hoodie là cái khác nha. Bây giờ từ đấy các bạn bảo mình mặc áo khoác nên là bây giờ mình sẽ lên áo khoác cho mọi người nhá. Rồi. Đó, em cao 1m83 nặng 68kg, mặc áo khoác này bao đẹp luôn nè. Đó, em bé em cho anh đứng ra xa mọi người. Đây. Áo khoác trên người đây nhá mọi người ơi. Ok đẹp chưa? Giờ. Anh đó. Đức là cao 1m8 nha mọi người. Mọi người có thể cái này dạ, mọi chị người chị ơi, chị phải thanh toán xong rồi mới đi đơn nữa chị. Ơ sao lại có thanh toán trước khi đặt hàng kìa? Là phải thanh toán trước khi chốt đơn ấy, phải thanh toán xong mới chốt đơn thanh toán ấy. À ok. Chứ không có thanh toán sau khi nhận nữa, không có thanh toán cốt nữa. Áo khoác đó bao nhiêu nè? Áo khoác này là giá bao nhiêu đây, được em xem coi. Ủa? Ồ. Trong nhỏ hàng không có áo khoác ta. Không ghi vào. Không thấy có áo khoác luôn, đợi em một xíu. Thế thì làm sao vậy? Đây mọi người chờ một chút nhá. Để tôi tìm áo khoác, áo này của Varies đúng không? Và... hiện tại thì đây. Bé ơi, à không, cái này của vũ trụ đồ đạc. À vũ trụ đồ đạc ạ. Vũ trụ đồ. Hoặc là có khi hết cũng nên. Ủa sao không thấy áo khoác ở đây ta? Hay là cái này không có bán trên live? Có mà. Không có rồi. Chết rồi, xong thấy áo khoác ta. Hồi nãy em bán có. Ủa sao được? Không có áo khoác ta? Hồi nãy giờ tôi không giơ áo khoác lên nó bị xóa rồi. Trời, chúng mình không biết. Thử áo 4 đi anh ơi, áo 4 à? À số 4 hả, từ từ. À, hoặc là không thấy giá ghi 199k là áo hoodie. Đúng rồi. Ơ Duyên ơi, em không để áo này lên trên live à? Không có sản phẩm nè. Không thấy sản phẩm. Tìm không có nha. Bây giờ tìm không thấy nữa. Mọi người ơi, nếu mà bây giờ mọi người không nhìn thấy á thì mọi người có thể chụp màn hình cái áo khoác anh Đức vừa mới mặc, xong rồi mọi người gửi vào IG, vào cái tài khoản mà tôi đang gắn ở ngay trên story của tôi á mọi người ơi. Đây nha, bây giờ mình sẽ thử áo 199k cho mọi người nha. Đây, hiện tại hôm nay thì mình sale với giá 199k nha. Đây, khi mà mọi người nhận hàng thì mọi người sẽ nhận được một cái box như thế này. Ở trong sẽ có thư cảm ơn và các thứ của Varies. Mình cũng không biết thằng này nó chăm sóc kiểu gì nữa nên đây, là mình ghi bình luận đây mọi người sẽ nhắn tin vào cái, chụp màn hình nhắn tin vào cái IG có cái đó. Đây nha mọi người.
Cái này là size size M. Anh phải mặc size L. Ừ, nhưng mà thôi anh sẽ mặc size M lên cho mọi người nhìn thử. Cái này là size M nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ mặc size M lên rồi mình sẽ cân đo đong đếm. Yeah. Đó. Rồi mặc vào phát thấy đáng yêu hả? Gì vậy trời. Đó. Đây, tại vì do size M nên sẽ hơi ngắn nhưng mà nó cũng vẫn xinh nha. Đây là size M nha, mặc dù là size M. Anh Đức phải mặc size L thì cũng, nó mới đẹp. Cũng khá là ổn nếu mà cái size này sẽ dành cho các bạn nam, nếu mà các bạn nam mà thấy chân mình nó hơi gọi là thấp một chút đấy. Cảm ơn chị Dung Hoàng nha, cảm ơn chị Anna Dung Hoàng nha. Mình sẽ giơ tay lên này mọi người. Giơ tay lên thì nó cũng đến đây thôi. Nhưng mà ý là mặc size L thì nó sẽ không bị cọc liền, tại vì anh đang mặc bị size size á mọi người. Nữ thì thường sẽ mặc size M. Chị đã áo rồi nhé, em cảm ơn chị Anna Dung Hoàng nha. Còn con gái thì sẽ mặc size M, con trai mặc size L. Con gái mặc size M nha mọi người. Ui. Đó. Áo này thì hiện tại là đang có giá sale là 199k. Anh ơi, anh thay mã này giùm em bé đi. Ơi, thay à? Ok. Được rồi, anh sẽ thay luôn. Đây. Để anh khoe múi trên livestream luôn. Mã 7 có chị từ từ nha. Đây, bây giờ mình sẽ qua mã 4 nha. Có luôn nha, chờ một chút nha. Bây giờ mọi người ơi, mọi người thả tim đi. Đúng mọi rồi, người thả tim thật nhiều và chia sẻ cái livestream này thật nhiều. Bởi vì là thả tim với live chia sẻ thì cái livestream này nó mới có nhiều tương tác hơn. Kiểu vậy nha mọi người. Đó. Đây, bây giờ mình thay này. Anh không biết. Đây nhé. Xin chào mọi người đó, mọi người thấy chưa? Đây. Đó, đây anh là đang mặc size gì nhờ để em xem thử nha. Anh Đức đang mặc size M nha mọi người ơi. Size M nha mọi người. Ôi, size M mà cũng vừa vặn nhờ. Ừ. Thường thì anh Đức sẽ phải mặc size L đó. Đây, mọi người. Mình sẽ đứng ở xa cho mọi người. Nghe không mọi người? Mình sẽ đứng ở xa cho mọi người. Em bé ơi. Đó. Đây. Mọi người ơi, cái này thì mình nghĩ là mặc đi cà phê, mặc đi chơi hay là lâu cũng được. Thật ra thì một cái áo thun thì nó luôn là những cái item thiết yếu mà chúng ta cần. Cho nên là có một cái áo thun ở đây thì cũng khá ôn. Cái này thì mình thấy cái tay của nó không biết là sao nhưng mà mình thấy nó không phải xuôi lắm ấy. Thì nó sẽ hợp cho những cái bạn nào mà vai có rộng hay chăng nữa cũng không sao này. Thì nhìn nó vẫn ok, vẫn đúng người. Kiểu vẽ mọi người. Đây, ê, nó sẽ là form xuông nha. Tôi ghim nha, tôi ghim cái mã này cho mọi người nha. Đang có 139k. Áo này hiện tại thì là bao nhiêu hả bé? 139k. 139, ồ, neo bóc em bé ra, quảng cáo neo bóc đi. Cái này là đang giá như nào? Ở trên là hình như đồng 150. Giá 150. Ừ, còn ở dưới là 300k. Ờ, ok, để anh biết anh giới thiệu. Bên em 129k. Vậy thì mua ngay luôn em ơi. Ồ, vậy thì mua đi em ơi. Bởi vì anh thấy với cái giá này nó khá là hời ấy. Đúng rồi. Mọi người. Này, cũng đẹp, đẹp mà. Ừ, đẹp thật mà. Đẹp mà. Đẹp mà. Tôi ra ngoài, tôi vô giá cho mọi người xem này. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Đây là dáng gọi là đứng chờ lì xì. Đó, quá đẹp luôn mọi người ơi. Lì xì đấy mọi người ạ. Mua ngay cho bạn trai một cái. Mua luôn. Này mua luôn. Ô, sản phẩm đã bán. Chưa, vẫn phải. Cứ tưởng chú khoe chuột tay với chú ok. Ê, người thấy không? Trời là trời. Đây, mọi người có muốn, mọi người có muốn mình mặc thử một cái sản phẩm nào nữa không? Xe bút là cái gì? Không hiểu. Cảm ơn Nguyễn Hoàng đã dùng TikTok nha. Bây giờ bọn mình biểu diễn một tiết mục văn nghệ cho mọi người xem. Em đi. Em mệt quá. Thôi bây giờ bọn mình sẽ hát cho mọi người nghe nha. Ước hát là phải mua nha. Ước mỗi khi em nở 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 vô về. Na 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 na. Và nói đừng giờ dài nhé, em muốn anh của anh thôi. Mã 7 anh ơi, mặc cái áo này đi. Em đổi quá. Ui từ em ơi, cũng ngã. Bây giờ mình sẽ mặc Binh Chi Linh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổi qua mã 7 nha mọi người ơi. Ôi, mã 7 hiện tại đang còn 99.000. Ui, sao mà rẻ vậy trời. 99.000 chốt lẹ mọi người ơi. Chắc là được hỗ trợ giá đấy. Trời ơi. Trời ơi, quá rẻ. 99.000 thôi, đang được trợ giá gì á.
Trời ơi, mua một lần 3-4 cái luôn mọi người ơi. Ui dồi ôi, xanh cửa chuồng mọi người hát má hát. Anh có cửa chuồng không em? Anh có cửa chuồng đâu. Xanh lại cửa chuồng. Đây mọi người ơi, mình đã mặc cái áo 99k lên người nha mọi người. Đây. Rất là đẹp luôn, nó rất là đáng giá luôn đấy. Đây là một sản phẩm 99k nha mọi người, mình sẽ gắn cái mic vào đây. Có thể là đó. Đây cái cổ áo thì nó khá là bo so với cái áo 139k kia, thì cái áo này nó sẽ mỏng hơn một chút, nhưng mà bù lại nó rất là mát. Cái vải nó rất là mát luôn. Đây ở đây mình có 89k 87.000 là vậy thì mua một lúc mấy cái luôn mọi người ơi, được free ship luôn. Ồ vậy thì là quá rẻ á mọi người. Vẫn có tag có đấy đầy đủ nha. Đây Vadiet. Đây mọi người, ví dụ mọi người mà mới tập gym mà muốn khoe cơ bắp thì thì mọi người sắn lên đó, mới tập gym khoe cơ bắp thì mọi người sắn lên, còn nếu mà mọi người không muốn khoe cơ bắp thì mọi người có thể bỏ xuống giống như là mình ở đây mọi người ơi. Mã đó, một nói chuyện là mã một đúng không, theo nhìn thôi, nhìn đây mã một đây nha, mã một đây, đây đứng xa thôi anh em nhìn này. Thật sự nhá, tất cả những cái quần jean ấy thì nó đều hợp với áo chin. Em bé đi đi đó, bây giờ thì chỉ còn một mình thôi, mình sẽ ở đây để tiếp chuyện và chiều tất cả mọi người. Tình cảm xíu đi anh chị, trời ơi anh chị đang bán hàng mà từ đấy tình cảm nhiều lắm. Em này em vào sau đấy. À đây là Duyên này, mã một hết size L rồi anh Đức ơi. Mã một là cái anh đang mặc à? Anh không biết nữa, cho anh xem cái nhá. Hết size L, em cao bao nhiêu nặng bao nhiêu? Mã một là cái nào em? Cấp một là trên đây là à, đây hết size L rồi, em cao bao nhiêu nặng bao nhiêu để anh tư vấn cho. Hiện tại thì size M. Ừ tiếc quá, còn có vài con thôi. Còn có vài con thôi. Em cao bao nhiêu nào, bao nhiêu để anh xem nào, để xem có thể mặc được size M không. Áo anh mét 65 nặng 60 cân mặc được không? Ủ mét 65 nặng 60 cân thì mình, em ơi mét 65 nặng 60 cân mặc size gì? Size M. Mình không biết, mình hỏi cho nó chắc chắn. Vi phạm video này, đừng có đưa qua nền tảng khác. Anh đâu có đưa qua nền tảng nào. Trong năm nay sẽ gửi một món quà nhỏ nhỏ cho anh chị nên anh chị, anh cảm ơn nha, cảm ơn em. Đây mọi người ơi, size 1 thì từ nãy là mình có hỏi bạn chủ shop thì 1m65 và 60 cân thì có thể mặc được size M nha. Thì hiện tại thì mình đang cao là 1m80 nhưng mà mình cũng có một cái cân nặng nó khoảng là 65 cân thôi. Thì mình đã mua nhà em, cảm ơn chị Vân Nguyễn nha. Ok bé ơi, cảm ơn chị Vân Nguyên nha. Anh Nước khi nào em cao 1m60-70 cân. 70 cân thì anh nghĩ là không được rồi, đừng nên cố. 70 cân thì phải size L thôi, cái này thì không nên cố em ạ. 1m62-57 cân thì size M là hợp lý rồi. 1m62-57 cân là 59 cân là size M nha. Brand này của anh Đức ứng phải không? Đúng rồi, cái thằng này nó tinh ăn lười làm lắm mọi người ạ. Chủ shop mà bây giờ mình phải ra đây mình bán cho nó, mình chả biết mình có được gì không, mình vẫn phải bán cho nó. Đang sao đấy, sao mình okay. Bán được nhiều quá à? Anh áo đẹp thế. Áo đâu vậy anh? Áo đẹp, anh mua của Vadiet. Em cũng mua Vadiet này. Vadiet này, áo này anh mua của 99k thôi. 99 á? Áo này mua 199 này. 199 luôn mà trên livestream vẫn còn rẻ nữa cơ mọi người ơi. Át má áo này em mặc đi Hà Nội thích lắm. Giỏ hàng mất tiêu rồi cô chú ơi này. Luna sẽ thêm vào nha mọi người. Không thể thêm vào like. Ui hình như là TikTok đánh mình rồi. Trời. Không có thêm vào được đâu. Chắc tại nãy nói á. Sao lại thấy nhờ có ai làm gì đâu. Ồ không hiểu. Mọi người ơi, bây giờ mọi người không ấn vào giỏ hàng được ấy thì mọi người đi vào trong TikTok shop của mình ấy. Tức ghê. Tiếc quá. Tức ghê á. Đợi một cái like trò chuyện của Luna nhớ quá. Chúng mình cũng rất là nhớ mọi người. Dừng mất giỏ hàng rồi. Từ giờ đến cuối năm bọn mình đang có khá là nhiều công việc. Và bọn mình cũng đang gấp rút chuẩn bị một món quà dành cho mọi người vào dịp sắp tới. Một món quà ấy mọi người nên là. Thế thôi bây giờ tôi tắt like, tôi like lại nha. Đợi tôi một xíu nha. Ngon thế. Ừ đi ngồi đi. Tí nữa like anh bán neo bóc.